Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, câu Kinh Thánh Châm Ngôn chương 19 câu 1 là lời Chúa mà chúng ta sẽ suy ngẫm hôm nay. Bài học có đề tài theo đuổi sự thanh liêm. Cầu xin Chúa ban cho quý vị một tuần mới tràn đầy năng lượng, sống hầu việc Chúa kết quả. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại. Câu hỏi suy ngẫm: Vua Solomon dùng hai hình ảnh so sánh tương phản nào ở câu châm ngôn này? Sự so sánh này đưa đến lẽ thật nào? Vì sao lẽ thật này lại quan trọng và cần thiết cho nếp sống Cơ Đốc? Kính thưa quý vị, cuộc đời là một chuỗi của những chọn lựa. Có những chọn lựa cần thiết nhưng không cấp thiết, và có những chọn lựa vô cùng quan trọng, như trong câu châm ngôn này, đó là chọn lựa cách ăn ở. Nguyên ngữ là bước đi, nói đến một lối sống, một định hướng, một sự thực hành liên tục mỗi ngày. Vua Solomon đưa ra lời khuyên để có được cuộc sống khôn ngoan và được Chúa ban phước, đó là hãy theo đuổi sự thanh liêm. Từ ngữ được dịch là thanh liêm. Theo châm ngôn chương 2 câu 7, chương 10 câu 9, câu 29, chương 13 câu 6, chương 20 câu 7, chương 28 câu 6, so với chương 29 câu 10, mô tả sự dâng hiến trọn vẹn và hoàn toàn bản thân mình cho Đức Chúa Trời, dẫn đến việc hết lòng theo Chúa, không bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của đời sống mình. Thanh liêm không có nghĩa là hoàn hảo về đạo đức, nhưng là sự phục tùng trọn vẹn và hết lòng đối với Đức Chúa Trời. Vua Solomon dùng hai vế so sánh tương phản nhau, người ăn ở thanh liêm với kẻ có môi miệng gian tà và người nghèo với kẻ ngây dại. Sự so sánh tương phản này cho thấy nếu kẻ có môi miệng gian tà là kẻ ngây dại thì ám chỉ người ăn ở thanh liêm là người khôn ngoan. Nếu người ăn ở thanh liêm là người nghèo khổ thì ám chỉ kẻ ngây dại là người giàu nhờ dùng môi miệng gian tà. Theo châm ngôn chương 28 câu 6, sự so sánh này không có ý nói nghèo khổ tốt hơn giàu có, nhưng nhấn mạnh đến yếu tố đạo đức. Giàu không có gì là xấu, nhưng nỗ lực để làm giàu, bất chấp những tiêu chuẩn đạo đức là xấu. Trong trường hợp này, thà nghèo khổ thì tốt hơn, phẩm chất đạo đức quan trọng hơn sở hữu của cải. Dù hành trình đời sống của người khôn ngoan có thể vướng phải bẫy giò bởi những lời nói gian tà của kẻ ngây dại, là ngây dại về sự khôn sáng mà lại rất khôn lanh về sự gian ác, nhưng người khôn ngoan kính sợ Chúa, người sống cuộc đời thánh khiết vẫn có kết quả tốt hơn kẻ ngây dại. Theo châm ngôn chương 20 câu 7, vì không có sự dối trá gian tà nào có thể che giấu mãi mãi. Người bước đi cách thanh liêm có thể trải qua sự nghèo khó và khốn khổ trong đời này, nhưng người giàu có mà không có đạo đức, không kính sợ Chúa thì sẽ chịu sự khốn khổ muôn đời. Vì vậy chúng ta hãy bước đi bằng đức tin, đừng bước đi bằng mắt thấy. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 18, hàng ngày đầu tư cho nếp sống, theo đuổi sự thanh liêm và kính sợ Chúa. Đừng để danh lợi quyền đời này cám dỗ mà ngày cuối cùng bị Chúa phán là kẻ gian tà. Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa cuộc đời đầy những cám dỗ về danh lợi quyền, xin Chúa giữ con trong con đường ngay thẳng, giúp con vững bước trong việc tìm kiếm những giá trị thuộc linh cao trọng và còn đến đời đời. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đầu tư cho nếp sống thanh liêm như thế nào? Thanh liêm nếp sống giữ gìn, cứ nương lời Chúa đức tin vững vàng, giữa bao cám dỗ thế gian, lòng không lo sợ, bình an mọi bề.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.